Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Mình là Đài Nguyễn. Hôm nay mình có thông tin chia sẻ đến các cô chú, anh chị và các bạn về Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã bị nhiễm COVID-19. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020. Giới chức Nhà Trắng đã thông báo Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã bắt đầu quy trình cách ly tại Nhà Trắng. Tối hôm qua đó, mình đã xem một cái tin tức và biết được rằng là cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump là cái cô Hope Hicks đã nhận kết quả dương tính với lại COVID-19. Lúc đó thì Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân thì mới có đi xét nghiệm thôi, chưa có kết quả. Sáng hôm nay mình mới đọc thông tin thì mình biết là chính thức Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã bị dương tính. Cái cô mà thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump là cái cô Hope Hicks này, cô cũng còn trẻ, đi cùng với Tổng thống suốt trong cái mấy ngày nay là đi đến Ohio, rồi Minnesota, rồi đi vận động tranh cử, rồi đi tranh luận với lại cựu phó Tổng thống Joe Biden. Thì hôm bữa giờ là Tổng thống Donald Trump làm việc với cô rất là nhiều và lúc nào cũng cận kề, thành ra là cái vấn đề nhiễm mình nghi là cũng rất là dễ. Và cuối cùng đúng như rằng là Tổng thống Donald Trump đã bị xét nghiệm dương tính cùng với lại đệ nhất phu nhân. Hiện nay thì Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân sau khi xét nghiệm dương tính thì tình trạng tinh thần bây giờ rất là tốt và hiện giờ là có cái triệu chứng nhẹ thôi, chưa có gì phải lo lắng lắm. Tối hôm thứ Năm mà mình nói là mình cũng biết được cái thông tin này rồi đó. Tổng thống Donald Trump có viết trên tweet của mình là ông sẽ bắt đầu cái quy trình cách ly sau khi là một trong những cố vấn thân cận nhất của mình đã bị nhiễm COVID-19. Khi chờ cái kết quả xét nghiệm á, thì ngài sẽ chuẩn bị quy trình cách ly cùng với lại đệ nhất phu nhân của mình. Thì theo như cái phỏng vấn Tổng thống Trump ở trên đài Fox News á, thì có nói rằng là cái Hope Hicks á, cái người mà thân cận làm việc cùng với ông á, là bị nhiễm coronavirus đó là sau khi tiếp xúc với những người ủng hộ. Tổng thống Donald Trump cũng quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân ông cũng như mọi người làm việc cùng ông và cả những người Mỹ một cách rất là nghiêm túc. Phát ngôn viên Nhà Trắng nói với CNN trong một buổi tuyên bố, Hope Hicks này là làm việc cho Tổng thống Trump cùng con gái của ông là Ivanka Trump và để gia nhập chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016. Bà là một trong những cố vấn theo ông Trump kể từ khi sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu. Thì bà Hicks này đến nay vẫn duy trì cái quan hệ gần gũi cùng với Tổng thống Donald Trump với các thành viên trong gia đình của ông, trong đó có con gái của ông là Ivanka Trump và chồng cô. Trước đây thì bà Hope Hicks này đã từng là chức vụ giám đốc truyền thông Nhà Trắng. Cái việc mà bà Hicks này nhiễm COVID-19 được cho là có thể tạo nên một cái thách thức lớn đối với đội ngũ Nhà Trắng. Hiện thì cũng chưa rõ cái quy trình cách ly. Ông Trump cũng nói là tôi không biết như thế nào, nhưng mà Trung tâm Kiểm soát Phòng bệnh CDC á, cho biết là cái bản hướng dẫn rằng là thời gian cách ly là 14 ngày cần được thực hiện nghiêm túc tính từ khi một người tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19. Điều này là do cái thời gian ủ bệnh của COVID-19 là kéo dài 2 tuần lễ. Các bạn biết là tỷ lệ nhập viện của những người cao tuổi từ 65 đến 74 cao gấp 5 lần so với người trẻ. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ á, tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ tử vong của người già cao hơn nhiều so với trẻ. Tỷ lệ phải nhập viện điều trị những người trong độ tuổi từ 65 đến 74 cao gấp 5 lần so với người trẻ từ 18 đến 29 và tỷ lệ tử vong cao gấp 90 lần so với người trẻ từ 18 đến 29. Tổng thống Donald Trump ở độ tuổi là 74. Điều này gây ra những cái lo ngại về sức khỏe của ông. Theo hãng truyền thông của Mỹ CNBC đưa tin rằng là vấn đề tuổi 74 của Tổng thống Donald Trump và thừa cân của ngài đã khiến Tổng thống Trump nằm trong nhóm người mắc bệnh nghiêm trọng, có nguy cơ cao. Còn bà vợ thì Melania của ông Trump hiện giờ là tuổi 50 thì cũng không đáng lo ngại lắm. Theo như ông Sean Conley nói là Tổng thống Donald Trump cùng với đệ nhất phu nhân của mình đang tiến hành cách ly tại Nhà Trắng. Hiện nay, cái nhóm phụ trách y tế của Nhà Trắng sẽ duy trì theo dõi liên tục. Theo như bác sĩ này, thì Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện cái công việc của mình mà không bị gián đoạn trong quá trình hồi phục. Đồng thời cho hay là ông sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sức khỏe của Tổng thống. Trước đó, sau khi xác nhận cố vấn thân cận nhất bị nhiễm COVID-19, Tổng thống Donald Trump và phu nhân đã lập tức xét nghiệm COVID-19 và thông báo kết quả qua Twitter cá nhân rằng vợ chồng ông đã bị dương tính với COVID-19. Thì sau khi xác nhận của ông Tổng thống Donald Trump thì Phó Tổng thống Mike Pence có gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đồng thời cho biết là ông cùng hàng triệu người Mỹ sẽ cầu nguyện cho Tổng thống sớm hồi phục. Trong khi đó, người phát ngôn viên chính phủ Pháp cho rằng vấn đề cho thấy virus không chừa một ai, kể cả những người mà luôn cho thấy cái quan điểm hoài nghi. Tôi cầu cho ông ấy sớm được hồi phục. Thì sau khi mà Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân đã xác nhận là bị dương tính với COVID-19 thì Joe Biden và bà xã của mình là Jill Biden cũng đã xét nghiệm nhưng mà họ thì âm tính. Joe Biden cứ viết Twitter của mình là tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi và bà xã đã xét nghiệm âm tính. Cảm ơn tất cả mọi người vì tin nhắn quan tâm đến chúng tôi. Tôi hy vọng điều này như là một lời nhắc nhở là hãy đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và rửa tay. Phó Tổng thống Mike Pence và bà xã cũng xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau khi Tổng thống Donald Trump xét nghiệm là dương tính. Trong cái bối cảnh mà hiện nay là Tổng thống Donald Trump đang cố gắng là chạy đua với cái vị trí là Tổng thống giai đoạn 2, tức là tái đắc cử lần 2 đó, thì năm 2021 đến năm 2024. Chỉ còn có 32 ngày đến ngày bầu cử thôi, thành ra là cái vấn đề này cũng rất là một cái điều bất lợi cho Tổng thống Donald Trump, bởi vì ông cũng đang cùng đối thủ Joe Biden chạy đua cho cái vị trí mà Tổng thống giai đoạn 2021 và 2024. Thì vừa rồi, Tổng thống Donald Trump và Joe Biden đã có một cái buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên với nhiều cung bậc cảm xúc và gây ra nhiều bình luận trái chiều. Hiện nay thì ông Joe Biden vẫn chưa có bình luận về những cái thông tin trên. Mình thấy là Tổng thống Donald Trump đang chạy nước rút, nhưng mà bây giờ ông bị trong cái tình trạng là COVID-19 này thì tất cả mọi cái vấn đề mà đi vận động tranh cử thì ông tạm thời phải ngưng lại để mà chờ. Sau khi ông bình phục thì ông sẽ bắt đầu trở lại với cái công việc của mình. Nhưng mà trước mắt thì ông đang dưỡng bệnh tại Nhà Trắng. Video của mình xin tóm tắt một số thông tin cần thiết chia sẻ đến các cô chú, anh chị và các bạn. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất về Tổng thống Donald Trump, chia sẻ đến các cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump để Ngài cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn ở một cái video kế tiếp. Xin thân ái mến chào.